bạn đến với kênh Sùng Ca Vlog các bạn. Thì hôm nay Sùng Ca đi giao lưu với Phong, Hùng ở Tem, thành phố Trà Vinh và anh Du ở Tiêu Cần anh em. Thì hôm nay Sùng Ca đi vòng vòng kiếm có tôm hú không, với lại đi bắn mấy con cua ở dưới bãi biển nè. Hồi nãy có quẹo ở kia đi kiếm mấy con thò lòi nữa anh em. Thì bữa nay mình nay đi chủ yếu là đi phượt xuống Bà Động chơi thôi, rồi sinh tồn sẵn xong sẵn rồi săn nhông cát luôn. Thì hôm nay Sùng Ca đi vẫn là bắn khẩu thun bình thường 16-10 230, Sùng Ca bắn cái hero nghe nè. Giờ mấy anh em mình đi vòng đi coi có gì không, rồi chút nữa mình ghé mình sinh tồn, rồi Sùng Ca có gì Sùng Ca quay cho anh em coi. Rồi tiếp tục anh em ơi, hôm nay đi có 4 người à, đi trải nghiệm. Ừ. Còn má cái cánh này nè em. Mày chạy đi. Mày chạy đi. Gãy cánh mà nãy giờ nó trốn rồi nè. Mày chạy đi. Hai viên rồi đó mà chưa thấm nữa kìa. Nè, ăn viên thứ ba nè. Mày chạy đi. Mày bay nó đi. Bắn nó gãy cánh mà nãy giờ. Với phòng dí nó không thấy. Nó nằm em gu à. Thì con đầu tiên của mấy anh em mình. Tiếp tục anh em ơi. Nè Hùng ơi, qua đã nãy bắn nó gãy cánh mà vô kiếm quá trời luôn nè, cầm không bập mập lắm. Rồi đi Sùng Ca leo qua anh em ơi. Thôi tụt tụt. Ê, không cái anh đâu rồi. Má ơi rớt luôn trời. Ngồi đi. Dạ, đem. Vô. Từ từ, đừng la, la nó phóng đó. Chậm đó. Nó lội kìa, bộ nó. Cây tới má đâu. Trời chết rồi. Há phun rồi, chụp đầu nó. Rồi, đừng còn đây nè mày. Vô bắn gãy cánh nè. Dù hai má ba viên chưa chết tới đây mày, con thứ hai đây, con thứ hai nha anh em. Ba viên Hùng. Gãy cái này vô dưới ức vô đây mà nó không gớt nổi. Quay im. Mất hay đâu? Nó xà đây rồi nè, không biết ở đâu nè. Chắc là dừa. Ở đâu? Chưa. Đừng bắt nó. Trời ơi, trời gió. Gió bê vậy. Đó.
bơi lắm. Má nó thiệt tình chứ. Ê đừng, nó nhớ mít rồi kìa. Rớt cục còm nè. Rồi, đi luôn. Ê, đậu trước kìa, đậu trước kìa. Ê, ê, đó, thấy chưa? Rồi. Rồi rồi rồi, thấy rồi thấy rồi. Con gì bự chảng vậy? Má bắt đầu đầu không vậy? Chết con bự rồi anh em. Chết con nữa kìa. Kìa, ở ngoài. Đóng rồi, nó chết luôn rồi. Ủa sao sao nó chạy ngoài vậy? Rồi, trong hang á. Con nghe đậu cái gì ơi? Rồi hay. Con quá trời luôn ta. Con nó quá bự rồi. Con nó quá bự rồi. Chưa chưa, bên kia con kia có không? Bên này mấy anh em mình vui quá. Chết rồi, đâu thêm gì nó chết rồi. Làm đi trận anh mau quay. Chạy. Con trâu giật nó không dính đâu không? Sao lội đại đi. Giật nó trâu dính đâu không? Đừng rớt con hang nha. Lội được không? Lội cho. Lội sâu lắm á. Không lúng nào, không sâu đâu. Cái này thì sao được. Tới lưng quần luôn á. Có đâu. Giật lửa câu á không? Lửa câu á. Ê. Má thiệt chứ. Ở đây con nè. Lụm luôn kìa. Nó văng lên nữa. Ê, con nó bự nữa. Người đó còn kìa. Lú đầu lên không? Rồi chết luôn kìa. Con mày đậu nó canh đi. Thế này, thế này, thế này. Ngay đầu nó mới chết được. Một thằng. Đi em, đi em. Thấy rồi, thấy rồi. Mới lụm thằng nó thấy không? Thì chưa, chưa. Sức lưng rồi. Rồi, chúng mình cây. Đang con nè, đang con nè. Hai con này kìa, bên kia kìa, bên con nó bự kìa. Đâu đâu đâu, đưa cái đầu lên kìa, đưa cái đầu lên. Bắn này, bắn này chứ gì. Tao thấy nó chết liền á kìa, bên kia kìa. Cái em kìa, hai mà con lú đầu nữa đó kìa. Nó trên chỗ cái cây nhỏ khô kìa, con cho bá luôn. Em đi qua, đi qua được. Đây hai con phải không? Từ nãy đây nè, thấy lụm này nè. Kìa đây con này, con nè. Con giữa đầu nó. Sao vô nhà được ta? Sao vô đó? Vô lại đi, vô lại đi. Có đâu, có đâu. Chửi gà, mình đâu có làm gì bậy đâu, sợ. Cái này tem mà giao lưu với mấy anh em mà đi bắn thò lộ quá trời anh em ơi. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Nè, sát đất. Trời ơi. Má nó bự kìa. Ui. Bắn gì giết nhão rồi đi. Trời đất. Lắm. Không không không, xiên rồi, xiên đầu rồi, xiên đầu rồi. Thấy lỗ chưa? Xiên rồi. Chết tốt rồi. Xiên khác. Đây này, này 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 nè. Đây này, đây nè, đâu rồi? Rồi chui hang con bự rồi. Lắm luôn, sao cá. Rồi thấy rồi, thấy rồi. Hai thằng, đứa một con, đây một con. Má bên kia nữa kìa. Con này nhỏ mà. Con bự chui hang anh em. Nãy thấy con bự chảng mà nó chui tiêu rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Còn con mình bắn ngay giữa đầu chết rồi. Kìa. Con bự chết rồi. Chết rồi kìa, xiên rồi. Con
giờ dơi thắng lợi luôn hay sao? Tại cái cây ấy đâu. Lấy con câu chứ. Kìa. Đâu con nữa? Con đây bắn đứt cho làm hai luôn hay gì? Đừng con nữa anh em ơi. Hai con. Chỗ hai dít bắn đó. Con nó xuyên đầu rồi. Mình nãy thấy con bự đó mà nó chui vô hang tiêu rồi không? Cái con này mà nướng nó ngọt ngay luôn. Ừ, đi hồi mình nướng. Nãy thấy con bự này mà nó chui tiêu rồi. Con mẹ dẫn con đó. Chết quần què đúng. Chết con kìa. Con mẹ dẫn một bầy vô kia luôn rồi. Chết con. Nó dẫn một bầy vô đây nè. Vô lá nè, một bầy luôn. Con mẹ dẫn bầy con luôn. Ừ. Như này nè. Một bầy luôn. Con mẹ con mẹ dẫn một bầy con đó. Xa quá này mày. Bắn viên đạn không thấy luôn. Kệ lại nữa kìa, nó không đi kìa. Kìa. Ngói kìa. Nhìn má này nhiều cung vậy. Hai ba chục mét nội ơi. Kìa, hai ba con cú kìa. Quất. Thấy à, thấy à. Không, còn nữa. Bay hoài rồi. Ngay đầu luôn. Trời ơi. Ôi trời nó nặng nè Hùng. Quá trời đá rồi em ơi. Trời trời ơi nó bự kìa. Ngay đầu luôn. Hai con mà bay đi con ơi. Rồi đi. À, quá đã. Giữa táo luôn. Ừ, giữa táo luôn, trời nó mập quá nè. Ô, nó bự không nổi ơi. Bên đây còn con nè. Quá. Ừ. Đi nào, đi nào. Vô hai con nhí nè mày. Bự không? Còn sống luôn kìa. Này mấy anh em đi săn cũng hai ba loại rồi. Hồi lâu thì tu hú rồi cu. Hôm nay chắc mấy anh em sinh tồn vui rồi. Đủ mồi rồi. Ủa ở chán sống hả? Bay lại đây hả? Đứa con đó kìa. Hùng với Phong ơi, dí được con cua cộm bên kia nữa kìa. À, bữa nay vô rồi. Bữa nay có hải sản thòi lòi rồi cu rồi cua cộm rồi tôi hú nữa. À, binh thiệt chứ, gãy cánh luôn. Gãy cánh quá đẹp. À, bữa nay quá trời chim anh em ơi. Nay anh em sinh tồn rồi, nó no luôn rồi. Xuống luôn. Trời ơi, nhỏ thành con cút luôn rồi con. Hay quá bạn ơi. Hay bạn ơi, trời trời ơi, cái kìa. Này mới đã nè. Không bắn hả? Trời vậy. Không bắn hả? Con cút cộm nó đang vòng vòng đấy con. Không. Anh đâu có tiếng cút cộm. Trời ơi, con nó bự nè. Trời trời nó bự kìa, đinh con nè. Trời ơi. Rồi đi tiếp đi, hôm nay vô rồi. Không bắn cái gì vậy? Bạn anh kìa. Không.
nó đó. Ba anh Hùng ơi. Ừ thiệt à. Thiệt thiệt thiệt. Bây giờ bắn gà ta nghe trời. Thôi được rồi. Gắt, gắt. Ê, ê. Má đâu có quay đâu. Anh đang quay, anh đang quay. Té kìa, té kìa. Alo. Ờ, anh đang chạy cái đường mà gần tới cửa Ba Động nè. Ừ. Anh chạy đường nhựa không? Người ta trồng hẹ nhóc nè, đang bắn con cơm đây nè. Có mấy anh em gì nữa. Ê! Có mồi chưa? Đồ. Đồ. À, mọi mấy ký gì. Thiết thiết cái dựa cầu ngang nè. Trời ơi, nhắn tin sáng giờ ông nội. Tin làm mới quên mà mình về. Vậy nè. Mình chút có thái phạm gì nữa. Trời ơi, có gì vậy? Ờ, nó có gì đâu. Thôi lòi đâu. Cô biển luôn. Cô biển rồi được à, có nhiều đâu. Nhẹ thôi. Ê, ê. Nhẹ thôi. Trời ơi. Nhẹ thôi. Vậy vừa vô chết gạch ta hết rồi. Té con cục cộng được kìa. Kìa, gượt kìa. Gượt kìa. Gượt. Không phải nổi, nào một viên bi rồi, nó té nó đất rồi. Cô còm. Dí kìa. Cô còm, bắn cái bọc té xuống. Ngồi đây coi phim. Xích tới. Bắn trúng rồi, một viên rồi. Kìa, lụm. Đừng con cô nữa. Hả, cô còm, con nào đi. Con bay bên kia. Ừ. Anh xuống đây nào vậy? Anh hả? Ờ, cu rồi đó kìa, mới xuống à. Rồi, vậy đó, lụm chưa? Rồi, kêu vọng lại rước nó kìa. À, hình như có, hình như, không, hình như cũng cầm nó gì kìa. Kẻ cọm kìa, cọm kìa. Thiết. Đó còn cầu này nè. Dự rồi, dự rồi, quá trời dự rồi. Có con ở dưới, nhanh dưới dự. Quá trời. Má. Thôi đủ má đừng giỡn. Rất. Hụt lắc luôn. Rất con em ơi. Cũng vàng đó hả? Đừng con nữa. Kìa kìa, bay lại kìa. Trời, cứu kìa. Tiếp tục anh em ơi, Hai ba cu nắng kìa. Được con à. Con gì? Cô nhí hả? Cô hồi sao? Trời ơi, vô nè, hình như vô bắn được mà, sao đứng ở ngoài bắn không vậy? Tao đổ khó cho game. Đừng con rồi đó. Kìa con kìa. Đi nhát. Được hai con mà bắn được con à. Quỷ à. Quỷ à. Mã này quá chứ. Trong kia hả? Không, dự thấy con cu rồi. Rồi, số dự không được hưởng rồi. Kẻ vô các bạn kìa. Vô đường hẻm rồi nè.
Ơi đây nè. Nó đem xuống dưới trước kìa, bắn được đống rồi. Nhà dưới mình cái nướng mình nè, ăn chơi. Quận đâu vậy? Hả? Quận đâu vậy? Thì quận nãy giờ quận vòng vòng Hùng nè, Hùng dẫn. Chứ còn chả có biết ở đâu nữa, đi vòng bắn cá thò lòi với tô hú. Vậy xuống dưới đi, xuống dưới mấy mình xuống mấy kia mình săn nhông cát gì đó, mình nướng luôn. Bên này là mới có. Cái nào? Trên đây hả? Gì trên đây hả? Có chỗ nướng luôn không? Ê! Con hả? Thấy rồi, cháu thấy rồi. Hồi nãy mình hạ được có con cặp cua cò mà. Cặp tôm hú. Cặp tôm hú, con cò. Ở đây cua cò nhiều dữ trời. Nãy ba vòng biết nhiêu con nữa. Bật cua nhí lên thử à. Cái con gầu dịch với con cua cộm. Đóng cua nhí đi. Đóng cua nhí con cộm đang định cua cộm đóng cua nhí vô có. Con cua nhí đâu rồi kiếm gì đâu. Còn một con cua cộm trên cây. Đây con nè, mấy con nè. Bay đó. Bay rồi. Đi. Bay rồi. Đi. Mình giao lưu với Tem Duyên Hải như Tem thành phố Gia Vinh nè anh em. Thì bây giờ là mấy anh em mình tụ họp ở đây nè. Mấy anh em mình đếm chim, rồi mấy anh em mình nướng sinh tồn luôn em ơi. Này là bằng lợi ở cầu ngang chạy xuống. Này là anh Thái, còn đây là anh gì của đây? Nữ. Anh nữ hả? Nữ. Anh nữ. Nữ à, anh nữ cũng là ná thủ đó. Bắn quá trời chim luôn nè. Cho anh em coi nè. Ê, còn sống luôn kìa. Không. Tô hú là 3 viên đó. Đâu rồi để qua chỗ khác ha. Rồi xong chưa? Quá im anh em ơi. Công nhận cu dưới đây nhiều thiệt. Nãy ơi. Được mới hải sản nữa. Hải sản nữa. Cua đấy không? Cua này con bắt nè. Quá vừa bay xuống bắn bóp, bay xuống lụm này thôi không cua. Thôi rồi. Cái này 4 sao hay là ta? Rồi, được 3 con, 4, 5 con rồi. Mày chụp hình đó mày gửi qua tao đi sao cao. Dạ. Rồi. Này bắn được hai con tô hú, hai con còn, con cua ngói, con cua. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 16 con cua nhí. Hai con cua còm. Rồi, hai con cua còm, hai con tô hú, rồi mấy anh em mình nhổ lông rồi tiến hành mình nướng anh em ơi. Đâu mà xỉa trời. Nhóc rồi nè, Dương nè. Lấy dao qua chặt. Nhiêu đây? Xuống đường nào? Em đi xuống đường nào vậy? Cầu ngang. Nè, bên anh Du với Hùng dẫn nè. Có mấy bãi ở đâu? Đường Ngũ Lạc. Chú ơi, tôi hú này khó bắn mà thầy ơi. Nó đợi chỗ cao. Em mà biết anh ấy em của anh đi bắn dạ ở cầu ngang này. Em trên Facebook là Phương Lâm. Rồi biết rồi. Thằng với em quen, nó Bình Lận nè. Dạ. Lận ngoài luôn nè. Hồi bữa bắn dịch trời đúng không? Dạ. Còn giữ thêm na thủ ghê gớm lắm nè. Mới chơi trời không á. Mới biết chơi mà đường mình cô phải quặn trong người rồi mới biết chơi. Nó sao cao bắn cô đất tưởng nó không hụt không á. Cái xẹt. Đâu nghe chúng mà nghe đúng không? Tạch xuống. Nghe đầu nó lộn mèo. Ba con liền á. Ờ, mình chỉ con bự mà sao cao chui vô bắn con khác. Thấy con này nè, đứa ớt kìa, bắn luôn.
này có con bầy còn bận quá trời. Nãy nhanh ha. Nó kia, nó lại nó kia. Thì sớm con cò đang ăn anh bắn mà con cò ói con cá luôn. Cái bóp này lưng nó ói con cá lại luôn. Cái này chính mọi người ơi. Nè mấy anh em mình nướng này nè, thấy không? Đây, 5-6 sâu nha mọi người. Chính rồi. Này mấy anh em mình chuẩn bị đồ để nhậu xương xương nhau lưu này. Này là giữa biển luôn. Lồng giữa giữa gừng dương. Quá trời. Hình như là cá chính luôn đó Hùng ơi. Chính này. Cua đó chia 50-50 nha. Ừ. Tô hú. Rồi ăn lúa này, ăn lúa này nè. Mẹ lấy lên. Lấy lên. Khét luôn rồi, đem ra luôn đi, chín rồi đó. Chưa. Chín rồi, đem lên đi. Bao luôn. Này nè. Chưa chín. Lấy lên đi. Lấy lên đi. Chín hết rồi. Đừng có cãi. À, nướng biết bao nhiêu con rồi. Chín rồi. Cá chưa chín đâu. Cá đang chở nè. Mấy con này là chín hết rồi nè. Quá thấy không? Thấy chưa? Rồi bia lên luôn nè. Chín rồi. Chín rồi. Trời ơi mở gì nữa. Hồi nãy nó ra rồi, nó khét rồi. Bao anh bao, anh bao. Anh chiên nướng mọi mà. Cắt đi, chín hết rồi. Đó, thấy chưa? Ui! Để chanh ra. Mình tắt chứ mình qua đâu có lòng. Hôm qua. Leo đâu? Tút cá, tút cá. Nãy chụp rồi ông ơi. Ai kìa. nãy bay đâu. Bia nè. Nãy ba đi bắn cò bơi. Chụp nữa là gì? Nữa. Ok, chụp. Con này chưa chín nè, mấy hàng ơi, chín. Anh ăn chín, đừng ăn ăn. Chín hết. Bao chín. Cái này là bông cỏ của nó không vậy mà. Cua đi. Vũ được rồi. Rồi nặng chanh vô. Chanh vô. Quá trời mời nè mày. Rồi vô, tới vô, rồi. Vô nè, vô ngồi nè. Ồ anh. Góc qua kìa. Vô đi thấy. Vô đi, mấy anh em mình vô đi. Lon bia đồ. Nâng ly. Nâng ly đâu uống. Rồi. Anh em giờ mà quá trời đông. Ai anh em nè. Có đồng đâu. Này Phong nè. Này là Hùng cũng làm YouTube nè anh em. Hùng Phạm Ná Trà Vinh. Anh em nhớ coi like ủng hộ nha anh em ơi. Nhớ qua đăng ký nha, Hùng bắn cũng ghê là cũng ghê lắm đó. Em bắn giỏng chết. Này là Thái. Ai nói mày đâu. Má mình chung chung vô ông này kiếm chuyện rồi bay. Xong rồi ơi, nhậu nãy giờ cũng ke đầu chứ ơi. Rồi sầu ca cũng kết thúc video đây luôn nè em ơi. Nếu mà thùng thì liên hệ số điện thoại trên màn hình anh em. Đăng ký kênh, like, chia sẻ nha. Rồi tạm biệt anh em, hẹn anh em ở clip sau nha. Giờ sầu ca uống cái nữa cũng chắc cũng về luôn anh em ơi. Rồi tạm biệt anh em.